Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video này, nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video tiếp theo rồi nha. Thời gian này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn sẽ theo xin chi tiết trên một cái cộng đồng VR sang cho các bạn. Đây thì hiện tại mình nhận hơn 10 triệu. Sau khi các bạn nào mà thanh toán là Tewashi trong vòng từ ngày 5 tháng 7 các bạn nhận thêm 100 đô tính cổ phiếu bằng EX nha các bạn. Giá trị hiện tại của cái biết là cổ phiếu là hiện tại nó là 0.32. Thì chưa là hiện tại là con một cái công ty VR sang thì đã ra được một cái app trên trước đây, nhưng mà vì mới cập nhật nó chưa được hoàn chỉnh nên mình chưa có chia sẻ với các bạn nha. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Tewashi thôi. Đầu tiên các bạn Tewashi còn biết chào Tewashi nè. Rồi các bạn đang đọc điều bản các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút tiếp tục viết Tewashi nè. Rồi bạn bấm nút OK nha. Sau khi các bạn thanh toán xong các bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút cho phép các bạn. Vì cái máy kia của mình rồi sau khi các bạn xong các bạn tải lên cho một cái tài liệu của nó là giấy chứng minh nhân dân, thì là tài liệu không nên được cắt nha các bạn. Tài liệu các bạn nhớ chụp ảnh cho sáng rồi các bạn chọn kế tiếp nha các bạn. Cái này là nó cho chỉ cho mình xác minh 5 lần nha các bạn chứ không có cho mình được. Rồi các bạn chọn ID và hộ chiếu nè. Vì cái máy nên mình đang quay phim mà nó tối quá. Rồi mình là chọn các bạn chọn ID quốc gia các bạn, rồi các bạn tải lên chứng minh nhân dân trước nè. Rồi bước thứ hai các bạn chọn chứng minh nhân dân sao nha các bạn. Vì mình cái máy mình tối quá mình nên dùng cái máy này. Rồi các bạn chờ nó tải lên chút. Rồi sau khi các bạn xong các bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Các bạn nên bạn nào muốn KYC thì liên hệ với mình các bạn. Các bạn nên chọn hình y gan cô gái này nè các bạn. Hai hình này không được nha các bạn. Hình nhìn ngay vậy nè. Nhớ được ở đằng sau không có cái gì che cái gì nha các bạn. Rồi các bạn gì được gỡ là xong video mình kết thúc nha các bạn. Nè các bạn, sau khi mình KYC chỉ được 5 phút nữa. Mới vừa KYC làm một video xong mình chưa xem nữa là mình xem được tài khoản mình đã thành công rồi nha các bạn. Rất là mau luôn. Các bạn chỉ việc KYC 5 lần nữa mà không được thì nó phá mai cho ở này mình cũng không rõ nữa. Thông tin thì nó nói bạn chỉ được thử 5 lần đó. Các bạn nên liên hệ với mình đi nha các bạn để KYC một lần một cho nó chắc ăn luôn các bạn. Để các bạn KYC tới KYC lui nó mất thời gian của các bạn. Làm vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xem một like để cập nhật những clip tiếp theo thì mình chào tạm biệt các bạn.